chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác cái món này. Đây. Các bác biết món gì không? Đây là đặc sản nem Phùng. Là một món ăn đặc sản rất ngon của thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Món này đơn giản nhưng mà rất ngon và hấp dẫn. Thích hợp cho các anh em, nhất là các anh em mà uống bia giải nhiệt, đặc biệt trong những ngày hè. Cách làm món này thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà để mà ngon thì phải về đúng đất Phùng tìm những cái nhà làm nổi tiếng nhất. Nguyên liệu thì gồm có thịt lợn, bì lợn, bột thính, lá sung, gia vị, muối, chanh, ớt, vân vân. Thì cái bí kíp làm như nào thì người ta làm sẽ ngon hơn là mình tự làm. Đó, đây là nem Phùng. Và bây giờ để được biết được ở thị trấn Phùng nhà nào sản xuất nem mà ngon nhất ấy, thì chúng ta cùng đi đến tận nơi nhé. Rồi, đã đến huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng. Bây giờ đi tìm nhà để bán nem nhá. Kìa, có một nhà bán nem rồi. Đặc sản nem Phùng gia truyền. Vào đấy mua nha. Có nem chua với nem mấy ạ? Hai loại nem thôi. Bán vào bán bao nhiêu ạ? 90.000 một cân bao nhiêu? Mấy lạng cũng được ạ? Bao nhiêu thì mua. Thế thì cứ cho em một cái nem một cục nem chua với cả khoảng 2 lạng này. Còn nem chua và nem lá sung, nem thịt. Có hay là một cái? Có nem bé không ạ? Có. Cho em một chục nem bé đi. Chục nem bé này bao nhiêu ạ? 25.000. Đặc sản là cái nem bé này hay nem to anh nhỉ? À nem thính ạ? À? Là đặc sản là nem chua. Nem Phùng. Là cái đấy gì? Nem chua. Mua ngon nhỉ em ơi, mua nhiều. Để ăn thử ạ. Kinh nghiệm là thấy nhà nào cũng mua thì mình phải đi hỏi dân ở đây trước, thì là dân ở đây người ta ăn quen, người ta sẽ biết là nhà nào làm ngon hơn. Tiếp tục lên đường các bạn nhá.
Bác ơi, cho cháu hỏi tí ạ. Ở đây nhà nào bán nem ngon nhất ạ? Dạ. Đi một đoạn nữa nhà gì ạ? Thái Cam, cháu cảm ơn nhá. Thái Cam. Nem Thái Cam ngon nhất ạ. Còn thêm vài người nha. Ra chợ. Ra chợ hỏi. Bây giờ là đang 12 giờ 10 trưa rồi. 12 giờ 10. Lúc này là người ta đi nghỉ hết rồi. Đi sắp hết thị trấn Phùng. Không có ai ở bên đường này. Bác chủ ở đâu nhỉ? Đợi một tí hỏi xem nào. Ở đây nhà nào bán nem ngon nhất? Cháu hỏi tí ạ. Cháu đang mua nem để làm quà ấy. Thì ở đây nem nhà nào ngon nhất ạ? Nem gà Thái Cam. Thái Cam. Đi dọc đường này xem gặp ai hỏi tiếp xem là nem của nhà nào ngon nhất nhá. Bác ơi, cho cháu hỏi mua nem Phùng nhà nào ngon nhất ạ? Thái Cam. À, vâng, cháu cảm ơn. Thái Cam là ngon. Vâng. Nhà thứ hai đấy nhá. Vâng, vâng. Bác ơi, cháu hỏi là mua nem đặc sản là nhà nào ngon nhất ạ? Bên Thái Cam. Dạ. Vâng. Thái Cam thì anh phải đi thẳng. Dạ. À, vâng, 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 cháu thích tìm, cháu đang đi mua để làm quà ấy. Ừ, đó. Thái Cam là ngon nhất ạ? Thái Cam. Thái Cam thì nhà nó nuôi vào trong một tí. Vâng. Còn cái nhà ở ngoài thì nó
Vâng. Chào cảm ơn nhá. Chị ơi cho em hỏi nhà nào mua nem phùng ngon nhất? Ngoại Thái Cao. Vâng, cảm ơn. Ngon nhất. Tại vì nhiều người hỏi, nhiều người ở Thái Cang mà. Vâng. Đấy chắc là ngon nhất. Mua về ăn thử xem. Vâng. Vâng. Thế có biết nhà ngon nhì không ạ? Ngon thứ nhì là nhà ai? Vâng. Yeah. Chị, cho em hỏi nem phùng nhà nào, đặc sản nhà nào ngon nhất? Lại Thái Cam. Chị ở dưới kia nem phùng nhà nào ngon nhất? Thái Cam. Ủa lại Thái Cam. Thái Cam thôi. Ủa lại Thái Cam luôn. Gầy. Cả cái nhà bên cạnh Thái Cam. Vâng, em cảm ơn, chuẩn bị đi nổi tiếng. Tiếp tục lên đường nhá. Có vẻ là nem nhà Thái Cam là ngon nhất ở đây. Vì hai ba người chỉ người ấy rồi bảo là nhà này làm đầu tiên, ra truyền ngon nhất. Thái Cam đây có một nem ra truyền bà Hải Phở. À đúng hổ nem rồi, nem ra truyền bà Hải Phở đây. Ôi ngã ngã ngã. Cái nào ngon hơn đây? Thì anh ví dụ như mà anh ăn luôn ấy, vâng. Mấy nhân một ăn luôn thì ăn cái nem luo to rồi. Ví dụ như mà ăn mồi, ví dụ như kiểu mồi cứ từ từ thì ăn ấy, thì là mình ăn cái nhỏ thì là mình bóc từng cái ra ăn. Cho em 10 cái nhỏ. Vâng. Nem đấy thì bao nhiêu ạ? Cả hai cái đều bằng tiền 25.000, còn cái này thì 20.000. À rồi cho em một gói này đi. Anh lấy gói 20 ạ? Vâng. Đặc sản nó là cái này hay cái kia anh nhỉ? Cái này. Vâng. Mua về ngon. Mua tiếp. Đây đây anh ơi đi. Kia. Em Thái Cam, em bạn đẹp bạn nhá. Wow, bây giờ mình sang mua cả hai nhà nhá. Nhà mắm chưa nè. Bà ơi bán cho cháu cục nem 30 này. Mấy cục? Cái nem này 30 đấy ạ? À? Đây 30. À, thôi cho cục bé này thôi. Cục bé 20 mấy cục? Một ạ, à, với cả cho cháu nem chua nữa. Ờ. Cái nem này là nem đặc sản này ạ? À? Vâng, đặc sản. Cái nem chua đó. Bộ mấy nem chua? Một cục 10 cái nem chua. 10 cái nem chua con. Nem chua thì cái bé ngon hơn hay cái to ngon hơn bà? Cái to thì thái ra nó to, nó ngon hơn. Bé thì bốc ra nó bạch tỷ. À thế thôi, cho cháu một cái to đi. Cho một cái to đi. Cũng như nhau thôi gì ạ? Bằng nhau. Của cháu bao tiền ạ? Của em là 48.000. Vâng, cháu cái nem này bán bao nhiêu hả bác? 30.000 em ạ. Có 20 hả bác? Có cả 20. Cho cháu có 20. Ừ. Cho cái nào? Có tài lãi gian thì tham gia. Được. Tối hôm vừa 3 đứa đi học. Có 3 đứa về. Đứa là buổi tối. Ra đằng này em có nhà nào bán nem ô kia rồi đặc sản nem phùng Hải Cường vào đây nhá. Nem phùng Hải Cường
Đó bác ạ, bác ơi bán cho cháu một gói nem. Nhiều ít rồi chút gì? 30. Nem chua với nem ấy là nem nào ngon hơn hả bác? Mỗi loại nó khác cháu. Đặc sản là, đặc cái nào là đặc sản ạ? Mỗi loại nó một kiểu, nem chua thì nó có vị hơi chua chua, còn nem này thì nó không chua. Ăn mỗi loại nó một khác. Cháu ăn mua ăn thử để cái nào ngon thì mua làm quà. Cháu cứ lấy thử mỗi thứ một tí. Có thế cho cháu 20 cái kia thôi, còn một cục nem chua đấy. Thôi cái này bây giờ mình mới trộn ạ. Đặc sản nem phùng hải đường. Chua luôn. Cái thịt chua này là mình làm như thế nào này hả bác? Nó là từ thịt xong người ta làm cho nó lên men. Vâng, nó lên men. Đấy, mỗi loại một tí, cái nào ngon nhất thì mua nhiều. Không phải nó, cái nào nó mỗi cái nó lại có một kiểu. Cái vị riêng. Cái này nó cũng chua chua. Vâng. Nhưng mà nó chặt. Cái này thì nó chua nhưng mà nó thái miếng. Cái này thì nó là xay. Vâng. Còn cái này thì không phải xay mà thái. Nó mỗi cái nó một kiểu. Mọi ngày hay ăn cái này thôi, cháu chưa ăn cái này. Ừ. Cái này thì nó lần tỏi ớt hơn. Vâng. Mà nó là miếng chứ nó không phải là xay. Đây là cái lem này là nó chua là người ta xay ra nó lem. Vâng. Tiếp tục cuộc hành trình. Mình sẽ đi hết luôn cái vùng nha. Những cái đường lớn này. Xem có nhà nào bán nem nữa mình sẽ mua tất cả về và ăn so sánh. Ra đằng này có vẻ là không thấy nhà nào bán nem nữa rồi. Review sản phẩm nhé. Về rồi đây các bạn ạ. Đây là thành quả của ngày hôm nay mình đi mua nem. Đó đây. À, riêng cái thịt chua này thì mình không review nhé. Bao giờ về Thanh Sơn, Phú Thọ hay là và chỗ nào đặc sản thì thịt chua thì mình sẽ review, riêng cái này mình sẽ để ở đây để ăn thôi. Thế còn bây giờ thì mình sẽ mở tất cả đúng này ra ăn thử lần lượt xem cái nào ngon nhất, cái nào số 1 của đặc sản nem phùng. Đây là kênh YouTube của mình nhé, Dash Foods truy tìm đặc sản. Đây là những cái nem mình mua về đã sắp sẵn ra đây này. Đây là của cơ sở Thái Cam. Có cả số điện thoại đây. Hải Cường. Bà Mắm. Đây của nhà Lâm Huyền là cái nhà mà mình mua lúc đầu. Đây của nhà bà Hải Phở. Bây giờ lần lượt là mình sẽ bóc riêng của nhà bà Hải Phở này. Cho cả tướng ớt. Mình sẽ review cả cái nem này, nem thím này và cả cái nem chua. Nhưng mà đặc sản nem phùng thì chủ yếu nó lại là cái nem thím này. Đấy là đặc sản. Nem chua thì chắc là nó chỉ là phụ thôi. Bây giờ lần lượt bóc ra nếm các bạn nhé. Mình đã mở lần lượt ra tất cả các gói nem ra. Rồi bây giờ mình bắt đầu thử từng loại nhá. Đầu tiên là của nhà bà Hải
phở. Nhà bà Hải phở này ở trong nem có cái gì đây? Có lá chanh. Nem nhà bà Hải phở có lá chanh. Sợi nem cũng đẹp. Quan trọng là ăn xem có chất lượng ra sao. Bì giòn. Béo. Có lá chanh có vị đặc trưng của lá chanh thơm nồng. Ngon đấy, ngon đấy. Mình cuốn với lá sung nhé. Đây là nem của nhà bà Hải phở cuốn với lá sung. Mình cầm tay luôn, bón vào miệng. Chấm nước tương ớt. Ngon. Nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bảo hộ độc quyền. À, tròn 2 tờ. Hạn sử dụng 2 ngày kể từ ngày mua. Nem ngon. Tiếp theo sang bên đến đây là nem của nhà Lâm Huyền. Mình nếm luôn. Nem của nhà Lâm Huyền thì sợi nem nhỏ hơn một chút. Sợi nem ngắn hơn. Chính xác là ngắn hơn. Mình nếm thôi này. Béo. Có vẻ là béo hơn. Nem này thì không có lá chanh như nhà. À, có không nhỉ? Có. Nem này đều có lá chanh nhưng rất ít. Đây mình thấy ăn thêm mình nữa. Bây giờ mình sẽ cuốn lá sung. Chất lượng lá sung thì hầu như là nem nhà nào cũng như nhau. Cuốn lá sung chấm tương ớt xem ra sao nhá. Cuốn lá sung xong chấm miếng tương ớt. Lá sung này ngon, nem này ngon. Để mà phân định được nhà nào ngon nhất thì phải ăn thử hết. Lá sung này mình rất thích ăn cái nổ này. Hai nhà này thì có vẻ là của nhà bà Hải phở này ngon hơn một chút. Bây giờ sang nhà thứ ba, nem gia truyền bà mắm. Dọn cái lá sung này ra một bên. Bà này cho rất nhiều lá sung. Nem bà mắm. Sợi nhỏ hơn và có vẻ trộn rất là đều. Nếm luôn nhé. Nem nhà bà mắm sợi rất là dài. Trộn đều. Ăn có vị hơi khác hai nhà kia. Khác ở đâu? Nem nhà bà mắm này có lá chanh không? Có những cái sợi rất nhỏ này mình không biết là có phải lá chanh hay không. Đó, bây giờ cuốn thử. Đây là nem nhà bà mắm cuốn với lá sung. Giờ đem chấm tương ớt. Ừ.
Số điện thoại đặt hàng. Ngâm nhà bảo mắm ít béo hơn. Có vẻ sợi bìn nhỏ dài giòn giòn. Tiếp tục ăn sang nem nhà Hải Cường. Hải Cường có cái thịt chua, lát thì mình cũng mua về rồi thì mình cũng review nốt cho các bạn nhé. Nem nhà Hải Cường sợi to và sợi to nhiều bột hay sao ấy, nhiều khá là dính vào nhau. Mình thử nha. Béo. Cảm giác đầu tiên vào miệng là nem nhà Hải Cường này độ béo cao. Bùi. Mình sẽ cuốn với lá sung. Béo bùi đậm. Không biết là mỗi lần trộn thì tỷ lệ trộn có khác nhau hay không. Cảm nhận cái món nem này là như vậy. Đây là nem nhà Hải Cường đi chấm về tương ớt. Ngon này. Mình cũng khá là thích cái nem nhà Hải Cường này. Bây giờ sang nốt cái nem của nhà Thái Cam. Là cái nhà mà khi mà mình đi hỏi ở chợ ấy, hay ở ngoài đường ấy, thì ai cũng chỉ đây là nem số 1 của nem Phùng. Cơ sở Thái Cam, nem Phùng gia truyền. Cơ sở duy nhất không có đại lý. Sản phẩm đăng ký nhãn hiệu Cục Sở hữu Trí tuệ. Đấy. Bây giờ mình thử nhé. Về bề ngoài ấy, thì nem nhà Thái Cam có vẻ gói khá là chắc, khá chặt. Sợi nem có sự là kết dính vào nhau đây. Rồi mình lấy chỗ này ra. Đây, chỗ nọ nó dính vào chỗ kia. Ăn thử nha. Nem nhà Thái Cam sợi nem này giòn và rất dài đây này. Đây nha. Đấy. Sợi dài này khả năng là thái máy. Và ăn nem béo. Mình làm thêm miếng nữa. Ngon. Cuốn lá sung chấm nhá. Đây là miếng nem nhà Thái Cam đi chấm tương ớt. Cảm nhận được cái độ béo, độ giòn, ngon. Theo mình á, là các sản phẩm cũng 1 9 1 10 thôi, thế nhưng mà nem nhà Thái Cam vẫn là ngon nhất. Sau đó là đến nem nhà Bà Mắm và Hải Cường này mình cũng khá là ưng này. Ba loại ba nem của nhà này ăn cảm nhận được cái độ ngon, độ béo, bùi. Thái Cam ngon nhất, không đến Bà Mắm. Thái Cam đến Bà Mắm mà. Không, mà đến Hải Cường. Còn hai nhà này không ngon. Hai nhà này cũng được, nhưng mà xét về để mà so sánh với nhau thì ba nhà kia thì
ưng hơn. Đấy. Tiếp tục là mua cả nem chua, cho nên là mình sẽ review cả nem chua của năm nhà gọi là bán nem đặc sản Phùng là mình đã mua được cho các bạn nhé. Bóc tất cả các nhà ra, mỗi nhà một cái hai cái đi để mình thử. Bây giờ mình đã bóc hết cả nem chua của các thương hiệu ra rồi, bây giờ mình nếm, bắt đầu nếm từ nem của nhà Thái Cam. Nem của nhà Thái Cam thì màu sáng, màu sáng có lá ổi, đây đúng lá ổi không? Ta bắt đầu chấm ăn nhé. Trông như miếng giò, trông như giò ạ. Ngon thế nhỉ. Bây giờ đến nem nhà Hải Cường nha. Nem đỏ, đỏ nha. Nem nhà Hải Cường giòn, ngọt, ít cay, ít chua, hay là cái nem này mới làm, nhưng mà cái độ kết dính của nó không cao lắm. Đến nem nhà Lâm Huyền, nem nhà Lâm Huyền thì cũng có lá ổi giống như nhà Thái Cam. Nem nhà Lâm Huyền này cũng khá là ngon. Lần lượt mình ăn hết không? Đây là nem nhà bà Hải Phở. Nem nhà bà Hải Phở cũng có lá ổi. Màu thì nhạt màu. Hình như là cái nem này bị lâu quá, cực chua. Ăn rồi. Nem nhà bà Mắm thì hôm nay mình mua nem to, nhưng mà hôm trước thì mình đã ăn rồi. Nếu mà xét về hạng nem chua á, cay quá, ăn phải cái hạt ớt. Về nem chua á, thì cái nem nhỏ nhỏ mà chục một cục là 10 cái ấy, thì mình thấy là như này, trong những cái nhà bán nem ở đây, nem của nhà Thái Cam, nhà Hải Cường, Bà Mắm thì đều ngon. Độ ngon nó khá hơn những nhà khác. Và còn nếu mà mua cái cũng là nem chua, nhưng mà mua cái cục nem to như thế này, thì hôm trước mình ăn là ngon nhất và đóng gói bao bì chuyên nghiệp nhất ấy, thì là nhà Thái Cam. Đấy là mình thấy là ngon. Video về đặc sản nem Phùng của mình đến đây là kết thúc. Và thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái video mình review về đi truy tìm những cái đặc sản, và đâu là đặc sản, đâu là những cái nhà mà sản xuất ra ngon nhất, chuẩn nhất. Chào tạm biệt nhé.